Một phút biết tuốt tập 174. Sự thật thú vị và Hồng Kông phần 2, lịch sử 35.000 năm. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy bằng chứng chỉ ra rằng con người có mặt ở khu vực Hồng Kông trong ít nhất 35.000 năm. Và có một số khu vực mà nhà nghiên cứu đã tìm thấy các hiện vật thuộc thời kỳ đồ đá cũ, đồ đá mới trên khắp khu vực. Và đặc biệt trước khi bị chiếm bởi quân đội Tần Tủy Hoàng vào năm 214 trước công nguyên, thì Hồng Kông có thể đã thuộc địa phận của nước Văn Lang và được cai trị bởi người Việt. Hồng Kông đông đến mức chật cứng người. Ở Mong Kok, quận Yau Sim Mon, mật độ dân số lên đến 130.000 người trên mỗi km vuông. Và mật độ trung bình toàn Hồng Kông là 6.480 người trên mỗi km vuông. Tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị, không khó để tìm thấy những khu nhà tí hon chưa đến 2 mét vuông cho một gia đình. Và cũng không hề ngạc nhiên khi Hồng Kông là nơi đứng thứ hai danh sách những khu vực có giá đất cao nhất thế giới, chỉ sau Monaco. Giá nhà trung bình tại đây là 50.700 đô, tương đương với 1 tỷ 180 triệu trên một mét vuông. Cá biệt có khu đất tại Phuong Lok Pak, tọa lạc trên một ngọn núi ở Hồng Kông, chính thức trở thành miếng đất đắt giá nhất thế giới và được mệnh danh là thiên đường cho người giàu. Mỗi mét vuông ở đây trị giá là 2,8 tỷ Việt Nam đồng.